ở độ tuổi 30 bắt đầu mình thấy rất là rõ những cái dấu hiệu lão hóa, stress, những nếp nhăn nó xuất hiện rất là nhiều. Cơ thể của mình thì nó yếu đi, không thích việc vợ chồng thì Vân đã có một giải pháp, đó chính là Flagon. Đây chính là mầm đậu nành nguyên chất 100%. Flagon mầm đậu nành với chiết xuất từ mầm đậu nành tự nhiên bằng công nghệ nano hiện đại kết hợp cùng estrogen thảo dược giúp cân bằng và phục hồi nội tiết tố nữ. Mầm đậu nành Flagon giữ mãi tuổi thanh xuân. Từ bé thì Hà đã được gia đình hướng dẫn là phải biết chăm sóc sức khỏe của bản thân, chăm sóc cả bên trong lẫn bên ngoài, và đậu nành là một trong những giải pháp mà bà Hà, mẹ Hà và các chị gái của Hà rất là tin tưởng sử dụng. Tuy nhiên khi mà mình lớn lên, do công việc của mình phải di chuyển rất nhiều, không phải lúc nào cũng sẵn những sản phẩm đậu nành để gọi là tưới tắm cho sức khỏe hay là nhan sắc của bản thân. Thế nên khi biết tới một giải pháp rất là đặc biệt, đó chính là mầm đậu nành được sử dụng công nghệ nano của thương hiệu Flagon, thì Hà cảm thấy đây là tất cả những gì mình cần để có thể duy trì nhan sắc này, tuổi thanh xuân này, làm giảm những dấu hiệu lão hóa. Vì như các bạn biết đấy, Hà thì đã bước vào độ tuổi ngoài 30 rồi, và Hà cảm nhận rằng thậm chí cái sản phẩm này nó còn hiệu quả hơn cả những phương pháp sử dụng đậu nành thông thường, như là chúng ta uống sữa đậu nành hay là sử dụng mầm đậu nành. Và bằng cách thức đóng gói hết sức là đơn giản và tiện dụng như thế thì Hà có thể mang sản phẩm theo mình bất kỳ lúc nào và không sợ quên. Không chỉ sử dụng cho bản thân đâu, Hà đã tặng sản phẩm này cho cả những người lớn tuổi hơn ở độ tuổi U50, thậm chí là U60. Thì sau một thời gian sử dụng đúng theo hướng dẫn sử dụng thì cô của Hà rồi các chị của Hà đều có những cảm nhận rất là tích cực về sự thay đổi, cả về làn da và cả tính cách của mình nữa. Có người đang rụng tóc rất nhiều thì bây giờ tóc lại xanh mượt trở lại. Ai thì cũng quan tâm tới sức khỏe và nhan sắc, nhưng mà không phải ai cũng may mắn có thể gặp được những giải pháp phù hợp với bản thân. Hà thì Hà có một niềm tin vào khoa học và công nghệ, những gì là tiên tiến, những gì đã được chứng nhận và bảo đảm bởi khoa học và công nghệ thì sẽ là sự lựa chọn ưu tiên của Hà. Và càng tuyệt vời hơn nếu như sản phẩm mình lựa chọn là một sự kết hợp giữa những giá trị cổ truyền đã được minh chứng qua hàng trăm năm, và lại còn được tăng cường những tác dụng đó bằng công nghệ của thời đại nữa, thì điều đấy thực sự rất tuyệt vời. Và cá nhân Hà thì Hà nghĩ rằng những sản phẩm có chất lượng là những sản phẩm được đảm bảo, được chứng nhận bởi những cơ sở uy tín, chất lượng. Và nếu như sản phẩm đó lại còn là sản phẩm của Việt Nam nữa thì mình lại càng cảm thấy rất là tự hào, rất là sung sướng, đúng theo tinh thần Make in Việt Nam của thời đại ngày nay. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.